Hôm đó bố cháu biết được một bí mật của gia đình nhà chú. Một bí mật mà cũng đến tận gần đây chú cũng mới biết. Hôm đó bố cháu muốn cô Thu Lê phải báo ngay với chú, nhưng cô không chịu và dọa sẽ chết nếu như bố cháu nói ra. Xong sau đó mọi chuyện đã xảy ra như thế nào hả chú? Chị không nên làm như thế. Anh Thắng có quyền được biết sự thật. Tôi xin anh đấy. Nhưng tôi thấy dù sao việc này không thể giấu mãi được. Tôi sẽ chờ tới khi chị nói việc này với anh Thắng. Không, chỉ cần tôi không nói, anh không nói. Không ai nói, không ai nói hết, sao không ai biết hết. Không ai biết hết, hiểu chưa? Tôi xin anh phải giúp tôi. Không được, phải giúp tôi. Chị phải nói ra sự thật. Kìa, chị Thu lên, cẩn thận. Cô xin lỗi. Nếu như lúc đó cô kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì cháu đã không mất bố. Khổ thân thằng Hiệp quá em ạ. Bây giờ còn có một thân một mình như thế, anh không biết làm thế nào để giúp nó đây. Hay là vợ chồng mình nhận nuôi thằng bé đi anh. Nhận nuôi nó? Như thế anh sợ em vất vả đấy. Em không ngại vất vả. Thực sự nhìn cảnh thằng bé bơ vơ em không cầm lòng nổi. Theo em chuyện này anh có nên nói với mẹ không? Chắc chắn là mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nhưng em thấy việc này mình cần phải làm anh ạ. Mình sẽ nuôi dạy nó như con đẻ. Em chấp nhận mọi vất vả để lo cho tương lai của nó.